phẩm đạo hành bati bada vaga một la mã kinh tóm tắt sankhita sutta một trăm sáu mươi mốt này các tỷ kheo có bốn đạo hành này thế nào là bốn đạo hành khổ thắng trí chậm đạo hành khổ thắng trí nhanh đạo hành lạc thắng trí chậm đạo hành lạc thắng trí nhanh này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Hai La Mã, Kinh Chi Tiết, Vithara Sutta. 162. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ thắng trí chậm, đạo hành khổ thắng trí nhanh, đạo hành lạc thắng trí chậm, đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành khổ thắng trí chậm ở đây có người bản tánh tham dục rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh raga bản tánh sân rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh bản tánh si rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh với người ấy năm căn này hiện ra rất mềm yếu tức là tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn do năm căn này mềm yếu người ấy đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các lậu hoạt này các tỷ kheo đây gọi là đạo hành khổ thắng trí chậm và này các tỷ kheo thế nào là đạo hành khổ thắng trí nhanh ở đây này các tỷ kheo có người bản tánh tham dục rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh bản tánh sân rất cường thịnh luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh. Bản tánh si rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, người ấy đạt được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành khổ thắng trí nhanh này các tỷ kheo thế nào là đạo hành lạc thắng trí chậm ở đây này các tỷ kheo có người bản tánh tham dục không có cường thịnh luôn luôn không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh bản tánh sân không có cường thịnh luôn luôn không có cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh bản tánh si không có cường thịnh luôn luôn không có cảm thọ khổ ưu do si sanh với người ấy năm căn này hiện ra rất mềm yếu tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc thắng trí chậm. Này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành lạc thắng trí nhanh? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người bản tánh tham dục không có cường thịnh luôn luôn không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh, bản tánh sân không có cường thịnh, luôn luôn không có cảm thọ khổ ưu do sân sanh, bản tánh si không có cường thịnh, luôn luôn không có cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, Người ấy đạt được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu hoạt. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Ba La Mã Kinh Bất Tịnh Asubha Sutta 163 Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? đạo hành khổ thắng trí chậm, đạo hành khổ thắng trí nhanh, đạo hành lạc thắng trí chậm, đạo hành lạc thắng trí nhanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành khổ thắng trí chậm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng chết, vị ấy khéo an trú nội tâm. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị ấy, do năm căn này mềm yếu, đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các lậu hoạt. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành khổ thắng trí chậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành khổ thắng trí nhanh? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng chết, vị ấy khéo an trú nội tâm, vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tam lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này dồi dào, chứng được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn trừ các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành khổ thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành lạc thắng trí chậm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, vân vân, chứng và trú thiền thứ hai, vân vân, chứng và trú thiền thứ ba, vân vân, xả lạc, xả khổ, chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực, tam lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này mềm yếu đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc thắng trí chậm. Này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành lạc thắng trí nhanh? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, vân vân, chứng và trú thiền thứ hai, vân vân, chứng và trú thiền thứ ba, vân vân, chứng và trú thiền thứ tư, vân vân. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tức là tính lực, tam lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, vị ấy chứng được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Bốn La Mã Kinh Kham Nhẫn Thứ nhất Bathama Kama Sutta 164 Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chửi mắng lại kẻ đã chửi mắng, sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạ người không nhiếc mắng lại kẻ đã nhiếc mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, phàm do nhân duyên gì, nhãn căn này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện khởi lên. Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Khi ý biết pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm do nhân duyên gì, ý căn này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện khởi lên. Vị ấy chế ngự nguyên nhân ý, thọ trì ý căn sống với sự chế ngự ý căn Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành an tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu, không có chấp nhận sân tầm khởi lên, vân vân, không có chấp nhận hại tầm khởi lên, vân vân, không có chấp nhận các ác, bất thiện khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, đưa đến không sanh hữu. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Năm La Mã Kinh Kham Nhẫn thứ hai Dutiya Kama Sutta 165 Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, không kham nhẫn những hình thức chửi mắng, phỉ bán, không thể chịu đựng các cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng người này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những hình thức chửi mắng, phỉ bán, có thể chịu đựng các cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điến người. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành nhiếp phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, vân vân Như Kinh 164. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không chấp nhận dục tầm khởi lên, vân vân như kinh 164. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Sáu La Mã Kinh Cả Hai Upaya Sutta 166 này các tỷ kheo có bốn đạo hành này thế nào là bốn đạo hành khổ thắng trí chậm đạo hành khổ thắng trí nhanh đạo hành lạc thắng trí chậm đạo hành lạc thắng trí nhanh ở đây này các tỷ kheo đạo hành này là khổ thắng trí chậm này các tỷ kheo đạo hành này về cả hai phương diện gọi là hạ liệt vì đạo hành này là khổ do duyên này đạo hành được gọi là hạ liệt vì đạo hành này thắng trí chậm do duyên này đạo hành được gọi là hạ liệt này các tỷ kheo đạo hành này về cả hai phương diện gọi là hạ liệt ở đây này các tỷ kheo đạo hành này là khổ thắng trí nhanh này các tỷ kheo đạo hành này do khổ nên gọi là hạ liệt ở đây này các tỷ kheo đạo hành này là lạc thắng trí chậm này các tỷ kheo đạo hành này do thắng trí chậm nên gọi là hạ liệt ở đây này các tỷ kheo đạo hành này là lạc thắng trí nhanh này các tỷ kheo đạo hành này cả hai phương diện được gọi là thù thắng vì đạo hành này lạc do duyên này đạo hành được gọi là thù thắng vì đạo hành này thắng trí nhanh chóng do duyên này đạo hành được gọi là thù thắng này các tỷ kheo đạo hành này về cả hai phương diện được gọi là thù thắng. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Bảy la mã kinh Maha Mogalana, Maha Mogalana Sutta 167. Rồi tôn giả Sariputta đi đến tôn giả Mogalana, sau khi đến nói lên với tôn giả Mogalana những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Mogalana: "Này hiền giả Mogalana, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ thắng trí chậm, đạo hành khổ thắng trí nhanh, đạo hành lạc thắng trí chậm, đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này hiền giả, có bốn đạo hành này" Trong bốn đạo hành này, này hiền giả, đạo hành nào do đi đến đạo hành này, tâm của hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này hiền giả Sariputta, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ thắng trí chậm, đạo hành khổ thắng trí nhanh, đạo hành lạc thắng trí chậm, đạo hành lạc thắng trí nhanh. Này hiền giả, có bốn đạo hành này, trong bốn đạo hành này nay hiền giả đạo hành khổ thắng trí nhanh do đi đến đạo hành này tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ tám la mã kinh sariputta sariputta sutta 168 tôn giả mugalana đi đến tôn giả sariputta vân vân ngồi xuống một bên tôn giả mugalana nói với tôn giả Sariputta. Này hiền giả Sariputta, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Vân vân. Này hiền giả, có bốn đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này hiền giả, đạo hành nào do đi đến đạo hành này, tâm của hiền giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này hiền giả Mogalana, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? đạo hành khổ thắng trí chậm đạo hành khổ thắng trí nhanh đạo hành lạc thắng trí chậm đạo hành lạc thắng trí nhanh này hiền giả có bốn đạo hành này này hiền giả trong bốn đạo hành này đạo hành lạc thắng trí nhanh do đi đến đạo hành này tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoạt không có chấp thủ chính la mã kinh với một vài nỗ lực Sasankara Sutta 169 Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành bát niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người khi thân hoại mệnh chung chứng được hữu hành bát niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành bát niết bàn. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người khi thân hoại mệnh chung chứng được vô hành bát niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành bát niết bàn? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các đồ ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. Quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng chết, vị ấy khéo an trú nội tâm, vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tam lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này dồi dào, ngay trong hiện tại chứng được hữu hành bát niết bàn. Như vậy, này các tỷ kheo, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành bát niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi thân hoại mệnh chung chứng được hữu hành bát niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, vân vân với tưởng chết, vị ấy khéo an trú nội tâm, vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, khi thân hoại mệnh chung, vị ấy chứng được hữu hành bát niết bàn. Như vậy, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi thân hoại mệnh chung chứng được hữu hành bát niết bàn. Và này các tỷ kheo thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành bát niết bàn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo ly dục ly bất thiện pháp vân vân chứng đạt và an trú thiền thứ tư vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực tức là tính lực tàm lực quý lực tấn lực tuệ lực với vị ấy năm căn này hiện ra rất dồi dào tức là tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn do năm căn này dồi dào vị ấy ngay trong hiện tại chứng được vô hành bát niết bàn như vậy này các tỷ kheo có hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành bát niết bàn và này các tỷ kheo thế nào là hạng người khi thân hoại mệnh chung chứng được vô hành bát niết bàn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo ly dục ly bất thiện pháp vân vân chứng đạt và an trú thiền thứ tư vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tam lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, vị ấy khi thân hoại mệnh chung, chứng được vô hành bát niết bàn. Như vậy, này các tỷ kheo, có hạng người khi thân hoại mệnh chung chứng được vô hành bát niết bàn. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. mười la mã kinh gắn liền cột chặt yoga nada sutta một trăm bảy mươi một thời tôn giả ananda sống ở kosambi tại khu vườn Goshita tại đấy tôn giả ananda gọi các tỷ kheo Thưa các hiền giả tỷ kheo. Thưa vân hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào tuyên bố trước mặt ta rằng đã chứng được quả A-la-hán. Tất cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này hoặc là một trong bốn chi phần này. Thế nào là bốn? Ở đây, này chư hiền, tỷ kheo tu tập thiền quán có thiền chỉ đi trước do vị ấy tu tập thiền quán có thiền chỉ đi trước con đường được sanh khởi margo vị ấy thực hành con đường ấy tu tập làm cho sung mãn do vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy các kiết sử được đoạn tận các tùy miên được chấm dứt lại nữa này chư hiền vị tỷ kheo tu tập thiền chỉ có thiền quán đi trước do vị ấy tu tập thiền chỉ có thiền quán đi trước con đường được sanh khởi vị ấy thực hành con đường ấy tu tập làm cho sung mãn do vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy các kiết sử được đoạn tận các tùy miên được chấm dứt lại nữa này chư hiền tỷ kheo tu tập cả hai thiền chỉ thiền quán gắn liền với nhau do vị ấy tu tập cả hai thiền chỉ hiền quán gắn liền với nhau con đường được sanh khởi vị ấy thực hành con đường ấy tu tập làm cho sung mãn do vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy các kiết sử được đoạn tận các tùy miên được chấm dứt lại nữa này chư hiền tỷ kheo với các dao động đối với các pháp được hoàn toàn dứt sạch này các hiền giả đây là thời khi tâm của vị ấy an trú an tọa nhất tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con đường sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Này chư hiền, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào tuyên bố trước mặt ta rằng đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này